Nữ sinh Nghệ An thi đại học 31 điểm, mẹ bị ung thư giai đoạn 4, chọn trường luật vì gần bệnh viện mẹ đang chữa trị. Đây là cô bé Mai Thị Quỳnh Trang, 2K2, đến từ Nghệ An. Em đang được nhắc đến khá nhiều trên mạng xã hội vì thành tích học tập khủng. Trang là người dân tộc Thổ, ở xã nghèo 135, thuộc vùng sâu, vùng xa, miền núi của Nghệ An. Điều kiện sinh sống, học tập khó khăn và thiếu thốn. Tuy nhiên, trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia 2020, em đạt 9 điểm môn ngữ văn, 9,25 điểm môn lịch sử và 10 điểm môn địa lý. Tính cả điểm vùng thì tổng điểm của Trang chạm ngưỡng 31 điểm. Em tự tin đăng ký vào trường Đại học Luật Hà Nội theo đuổi ước mơ trở thành luật sư giỏi. Nhưng so với các bạn đồng trang lứa, Quỳnh Trang có hoàn cảnh đặc biệt. Mẹ Trang bị ung thư giai đoạn 4, từ khi em còn học lớp 10, bố Trang trở thành trụ cột chính trong gia đình. Khó khăn không làm em nản chí mà còn tiếp cho em thêm sức mạnh. Học kỳ 2 lớp 12, ngày nào mình cũng học, đặc biệt là giai đoạn nước rút, vừa đọc sách vừa học online. Thường thì mình sẽ thức học tới 2 giờ sáng và dậy lúc 4 giờ để tiếp tục ôn bài. Ngoài giờ học, Quỳnh Trang giúp bố mẹ chăm em, dọn dẹp nhà cửa rồi lo toan công việc ruộng vườn, thậm chí đi nhổ cỏ lúa, bóc mía thuê để đỡ đần chi phí học hành. Cứ hễ nghỉ học là Trang giúp bố trồng trọt, vì một mình bố vất vả quá làm không xuể, đồng áng xong xuôi, bố Trang vẫn tranh thủ đi làm thuê, kiếm thêm thu nhập. Trang chia sẻ, tương lai chưa biết ra sao, nhưng mình cứ cố gắng cho hiện tại đã. Mình chọn Đại học Luật Hà Nội, gần với bệnh viện mà mẹ đang chữa bệnh, nên dễ dàng chạy qua, chạy lại.